Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui vì được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Sống Vui trong khung giờ 20 giờ 20 phút các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, con miếng ăn chậm lớn, thiếu các chỉ số tiêu chuẩn về chiều cao và cân nặng khiến cho các bậc phụ huynh lo lắng và cũng rất mệt mỏi khi chăm sóc các bé. Khi đó thì bố mẹ thường được các chuyên gia như khoa tư vấn cho bé yêu dùng men vi sinh mỗi khi bé lười ăn, chậm lớn. Vậy các mẹ có biết men vi sinh là gì, tác dụng của men vi sinh đối với hệ tiêu hóa như thế nào? Để giúp cho quý vị có câu trả lời chính xác, ban biên tập chương trình đã mời tới trường quay khách mời thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa nhi Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình Sống Vui ngày hôm nay ạ. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Xin chào Bảo Linh. Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên xin đặt ra cho bác sĩ là men vi sinh là gì và men vi sinh giúp gì cho hệ tiêu hóa của trẻ cũng như là sức khỏe của trẻ nhỏ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Men vi sinh là một cái từ rất là thân thiện trong cuộc sống hàng ngày và cũng được sử dụng rất là nhiều. Và men vi sinh thì nó là một cái chế phẩm sinh học mà có chứa các cái vi khuẩn có lợi cho cơ thể của chúng ta, và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì khi mà chúng ta đưa vào cơ thể với một cái lượng vừa đủ thì những cái vi khuẩn có lợi này nó sẽ có tác dụng tốt cho sức khỏe của vật chủ. Thế mà đối với cơ thể con người cũng như đối với động vật thì cái hệ vi khuẩn trí trong cơ thể con người vô cùng quan trọng, vì là cái hệ vi khuẩn này nó thứ nhất là nó giúp hoàn thiện cái quá trình tiêu hóa thức ăn thông qua cái con đường lên men. Khi thức ăn chúng ta ăn vào thì bắt đầu được tiêu hóa từ khi mà thức ăn vào trong miệng, và cái quá trình tiêu hóa thức ăn này diễn ra trong suốt cái chiều dài của ruột và được hấp thu chủ yếu tại ruột non. Nhưng khi còn một số thức ăn mà chưa tiêu hóa hết thì xuống ruột già, thì nhờ có cái hệ vi sinh vật ở trong ruột già mà cái thức ăn của chúng ta được tiêu hóa hết. Và khi mà chúng ta bổ sung thêm cái men vi sinh thì nó không những giúp cho cái việc mà lập lại cái cân bằng của vi khuẩn ruột, nhất là trong cái trường hợp mà các em bé mà bị ốm đau này, về sử dụng kháng sinh này, rồi bị ngộ độc thức ăn này, rồi bị mắc tiêu chảy vân vân, thì nó sẽ mất đi cái sự cân bằng vi khuẩn ruột, và cái việc mà chúng ta bổ sung cái men vi sinh cho bé thì nó sẽ giúp cho lập lại cái cân bằng vi khuẩn ruột. Ngoài ra cái men vi sinh này nó còn có tác dụng ức chế sự phát triển của các cái vi khuẩn có hại thông qua cái việc tiết ra các chất kháng khuẩn và trung hòa độc tố ruột và ngăn chặn sự bám dính của cái vi khuẩn có hại. Chính vì vậy vi khuẩn có hại không gây bệnh được và nó sẽ giúp lập lại cân bằng vi khuẩn ruột. Ngoài ra nó còn có một tác dụng nữa là nó làm cho tăng cường cái đáp ứng miễn dịch tại chỗ thông qua cái việc tăng tiết IgA ở ruột, và nó còn có tác dụng tăng cường hấp thu đường lactose thông qua cái việc mà kích thích cái men lactase ở màng ruột. Và cái việc mà chúng ta sử dụng men vi sinh hàng ngày nó sẽ giúp cho sức khỏe của đường tiêu hóa, không những nó giúp cho cái việc tiêu hóa thức ăn, giúp cho em bé hết biếng ăn, mà nó còn giúp cho em bé hết tiêu chảy và còn làm tiêu hóa thức ăn được tốt, và em bé sẽ hết biếng ăn và tăng cường cái sức đề kháng cho đường tiêu hóa của trẻ. Chúng ta nên bổ sung men vi sinh cho trẻ ở trong những trường hợp như thế nào ạ? Chúng ta sử dụng men vi sinh trong trường hợp mà em bé bị tiêu chảy này, rồi rối loạn tiêu hóa kéo dài này, rồi em bé mà bị hấp thu, kém hấp thu này, rồi các trường hợp mà còi xương dinh dưỡng này, đặc biệt là những trường hợp mà em bé phải sử dụng kháng sinh. Khi em bé mắc các bệnh lý đường hô hấp mà chúng ta phải sử dụng kháng sinh, thì cái việc dùng kháng sinh đấy thì nó không những tiêu diệt các cái vi khuẩn có hại, mà kháng sinh nó lại tiêu diệt cả các vi khuẩn có lợi, dẫn đến là sự mất cân bằng của cái vi khuẩn ruột. Và cái việc chúng ta sử dụng men vi sinh cho em bé trong trường hợp chúng ta dùng kháng sinh là rất nên làm. Và cái men vi sinh của chúng ta được sử dụng khi có thì sự mất cân bằng nào ở cái hệ vi khuẩn trí trong ruột thì chúng ta dùng nó. Khi mà chúng ta bổ sung thêm cái men vi sinh thì nó không những giúp cho cái việc mà lập lại cái cân bằng của vi khuẩn ruột, nhất là trong trường hợp mà các em bé mà bị ốm đau này, về sử dụng kháng sinh này, rồi bị ngộ độc thức ăn này, rồi bị mắc tiêu chảy vân vân, thì nó sẽ mất đi cái sự cân bằng vi khuẩn ruột, và cái việc mà chúng ta bổ sung cái men vi sinh cho bé thì nó sẽ giúp cho lập lại cái cân bằng vi khuẩn ruột. Và cái việc mà chúng ta sử dụng men vi sinh hàng ngày nó sẽ giúp cho sức khỏe của đường tiêu hóa, không những nó giúp cho cái việc tiêu hóa thức ăn, giúp cho em bé hết biếng ăn, mà nó còn giúp cho em bé hết tiêu chảy và còn làm tiêu hóa thức ăn được tốt, và em bé sẽ hết biếng ăn và tăng cường cái sức đề kháng cho đường tiêu hóa của trẻ. Vâng, men vi sinh thì chắc là cũng có rất là nhiều loại, vậy thì các gia đình nên dựa vào những cái tiêu chuẩn nào để có thể lựa chọn được men vi sinh phù hợp với con em mình, và có những lưu ý gì khi mà bổ sung men vi sinh cho trẻ nhỏ không ạ?
hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều loại men vi sinh, và để chọn được một cái men vi sinh có chất lượng thì các bạn phải rất chú ý đọc trên bao bì sản phẩm để xem thứ nhất là cái thành phần của men vi sinh như thế nào. Thì ngoài cái để một cái men vi sinh có chất lượng thì hầu hết tất cả các men vi sinh đều chứa các thành phần các cái lợi khuẩn hay còn gọi là các cái probiotic, nhưng mà để một cái men vi sinh mà có cái chất lượng tốt thì nó phải có chứa thêm cái thành phần là prebiotic. Prebiotic hay còn gọi là các chất xơ hòa tan, vì các chất xơ này không những nó là nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi mà nó lại còn có tác dụng giúp cho cái việc tiêu diệt các cái vi khuẩn có hại ở trong ruột thông qua cái việc mà nó có thể mô phỏng các cái cấu trúc mà giống như cái biểu mô ruột khiến cho các vi khuẩn có hại, thay vì liên kết với biểu mô ruột lại liên kết với chất xơ hòa tan, và vì vậy nó sẽ không phát triển được. Thế và các chất xơ hòa tan này thì nó còn có tác dụng cũng giúp nó tăng cường sức đề kháng cho cái hệ tiêu hóa của em bé. Thế ngoài ra thì cái công nghệ sản xuất cũng rất là quan trọng. Một cái công nghệ sản xuất tiên tiến và hiện đại nó sẽ giúp được bảo vệ vi khuẩn khỏi cái tác động của môi trường. Mà theo tôi được biết thì công nghệ Lab Hybrid được cải tiến từ công nghệ DuraLactam là cái công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, và nó còn được gọi là công nghệ bao kép kim cương với hai cái lớp bao kép, lớp trong là lớp peptide và lớp ngoài là lớp polysaccharide. Với hai cái lớp bao kép này thì nó có tác dụng bảo vệ vi khuẩn ổn định trong suốt quá trình sản xuất vận chuyển cũng như khi mà chúng ta uống vào, không bị phá hủy bởi dịch dạ dày cũng như là dịch mật. Và khi vào tới ruột già thì hai cái bao kép, cái màng bao tan này nó sẽ bị tan hoàn toàn và vi khuẩn nhanh chóng phục hồi và phát triển và phát huy được tác dụng tốt. Thế ngoài ra cái nguồn gốc của cái men vi sinh cũng rất quan trọng. Thì cái men vi sinh mà có nguồn gốc từ thiên nhiên thì nó sẽ có sức sống tốt và nó đảm bảo an toàn và rất dễ sử dụng. Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng với những thông tin tư vấn rất hữu ích vừa rồi của bác sĩ Đinh Ngọc Hoa ngày hôm nay đã phần nào giúp cho các bậc phụ huynh có cái nhìn rõ hơn về men vi sinh và cách sử dụng men vi sinh cho trẻ, từ đó có những biện pháp khắc phục giúp cho con em mình khỏe mạnh hơn. Vì thời lượng của chương trình có hạn nên chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin hữu ích về men vi sinh vào giờ này ngày mai trên kênh VTV2 cùng với thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Nếu có ý kiến đóng góp cũng như những thông tin tư vấn của chuyên gia, quý khán giả có thể gọi tới tổng đài 1900 1259 giờ hành chính hoặc số điện thoại 024 39 959 969, hoặc có thể gửi thư về hòm thư sốngkhoe@bacsitivan.vn để được các chuyên gia tư vấn về sức khỏe của trẻ. Chi tiết xin truy cập tại website bacsitivan.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Sống Vui trên kênh VTV2 với chủ đề Công dụng của men vi sinh và cách chọn men vi sinh tốt.